Thì quan trọng nhất khi mà làm responsive là em phải hiểu cách mà làm thế nào mà một cái trình duyệt nó nhận CSS, nó nhận thuộc tính CSS khác nhau trên các cỡ màn hình khác nhau. Đấy, cụ thể là ở đây khi mà cỡ nhỏ thì cái ảnh này nó rộng 200 và nó cân cân trái vậy ạ. Và cỡ to thì ảnh này nó rộng 300 và nó không cân trái vậy ạ. Tức nó nhận cái thuộc tính CSS khác nhau. Thế bây giờ mình sẽ thử luôn. Đấy. Để hiểu là cái làm responsive như nào. Respond.html và anh tạo file CSS. Đấy, sau đó anh link với nhau. Dùng thẻ link respond.css. Đó. Bây giờ anh có một cái div đi, là div.content. Đấy. Trong div content này mình có không thẻ H3 nhỉ? Hay là lorem nhỉ? Đấy, mình có một thẻ H3. Sau đó mình view trên Chrome. Chuột phải mình chọn là view in browser. Thì đây là một cái khối bình thường. Bây giờ anh sẽ viết CSS cho cái thẻ H3 và cái div này. Bằng cách là anh viết là chấm content. Đó. Sau đó nhân lên là H3. H3 là thẻ mà, anh không đặt class cho nên anh sẽ viết là kiểu cách ở đây nó hiểu là thẻ H3 nằm trong content. Anh viết cho nó cái này là width nhân tầm là 600 pixel. Background ping nhỉ? Padding 20 pixel nhỉ? Đấy, ví dụ như anh định nghĩa như này chứ. Đó. Thì khi mà view trên Chrome ấy, thì anh thấy là nó một cái khối màu hồng nhá. Bây giờ khi anh thu nhỏ lại, tất nhiên là vẫn màu hồng thôi, bởi vì anh có định nghĩa gì khác đâu, đúng không? Đấy. Bây giờ anh định nghĩa cho nó một cái thực tính khác là chấm content. Bây giờ anh muốn là trên di động ấy thì nó phải rộng khoảng tầm là 500 pixel hoặc là 300 200 pixel thôi. Và background của nó chuyển màu đen đi cho nó tiết kiệm điện, đúng không? Đó là why. Ví dụ như thế. Đấy, xong là phông khác đi. Là ví dụ thế anh muốn là nó nhận thuộc tính khác, nhưng mà anh viết như này thì nó hiểu là em viết hai lần cái thuộc tính content, em viết hai lần thuộc tính content, cho nên là cái thuộc tính nào viết sau nó sẽ nhận luôn. Ví dụ như cái này viết rồi nhưng mà sau em định nghĩa lại content thì nó hiểu đây là thuộc tính của em. Như vậy là khi mà refresh lại thì nó nhận luôn màu đen, kể cả to hay nhỏ thì nó đều nhận màu đen này hết. Đấy, bởi vì cái này em viết sau cùng mà, cho nên là nó ưu tiên hơn. Thằng này viết đầu tiên giống như kiểu là em nói xong rồi em đính chính lại, thì cái này cái content này nó giống như cái đính chính lại cái trên này, hai cái cùng viết thì như vậy nó sẽ nhận cái viết sau cùng. Đấy. Cái nguyên lý ưu tiên này gọi là nguyên lý là ai là triệu phú, có nghĩa là gì nhỉ? Câu trả lời cuối cùng là câu trả lời của tôi. Đấy. Đây chính là câu trả lời cuối cùng. Còn trước đây tôi trả lời một câu ấy rồi, nhưng mà bây giờ tôi trả lời lại. Nếu viết như này thì nó hiểu như thế, hiểu theo là nguyên lý ưu tiên. Nhưng bây giờ nếu mà em muốn là trên di động nó mới nhận thuộc tính màu đen này, còn bình thường nó phải màu hồng. Đấy. Thì em phải định nghĩa một cái giới hạn của màn hình di động bằng cái từ khóa mới nó gọi là A cộng media. Đấy, em mở ngoặc ra. Di động thì người ta quy định là độ rộng của nó từ 576 pixel trở xuống. Đấy. iPad thì nó quy định là từ 992 pixel trở xuống. Đấy, thì em có thể là để là max width. Max là tối đa, width là độ rộng là 992. Ví dụ anh từ iPad trở xuống là nó sẽ nhận thuộc tính này. Đấy, thì anh định nghĩa là A cộng media cách mở ngoặc max width. Sau anh mở ngoặc này. Đấy. Thì anh đây là khu vực. Đây là khu vực của cái màn hình từ 992 pixel trở xuống. Đấy. Ấn con trơn hoàn chấm nhé. Comment này. Thì em nếu viết này xong thì nó cũng chả có gì khác, nó vẫn thế thôi. Bây giờ mình phải cắt cái này ra này. Mình cắt cái này ra này. Đấy, sau mình paste vào trong cái khu vực 92 này này, nó được giới hạn bởi dấu mở này, dấu đóng này, và em paste vào trong này. Đấy. Thì khi mà paste vào trong này ấy, thì nó mới hiểu là cái content này, này nó áp dụng vào cái trường hợp mà màn hình mà nó nhỏ hơn 992 pixel. Đấy. Và khi mà em view trên Chrome ấy,
thì nó sẽ màu hồng, đúng chưa? Và khi mà thu nhỏ lại dưới 992 này, như này nó sẽ màu đen, phóng to màu hồng, thu nhỏ màu đen, phóng to màu hồng, lại thu nhỏ lại màu đen. Đấy. Hoặc là nếu em kéo kéo từ từ em thấy là cứ đến cái giới hạn là 992. Đây. Là ở cái biên độ 992 này là gì? Là nó sẽ chuyển đổi từ giao diện này giao diện này. Đấy. Còn nếu em cho thêm thuộc tính là transition vào nữa thì nó sẽ chuyển đổi từ từ hơn, đúng không? Nhìn nó sẽ mượt hơn, đúng không? Đây. Mình thu nhỏ lại. Em nằm nhé. Đấy. Em nhìn nó thu nhỏ nhìn nó đẹp hơn, đúng không? Đấy là mình vì mình biết thuộc tính này thì mình viết vào thì cảm giác nó mượt mà hơn. Thế này. Thì nó tự động nó thu nhỏ lại. Đấy. Cho nó phù hợp. Được chưa? Như vậy là cái bản chất của cái làm responsive nó chỉ như này thôi. Thế tức là em sẽ định nghĩa một cái dòng là a còng media. Sau đó định nghĩa cái giới hạn của cái màn hình. Sau đó em viết CSS ở trong giới hạn đấy thì nó sẽ hiểu là nó cái nhận thuộc tính CSS này chỉ khi nào nó đến cái giới hạn này thôi. Đấy, tức là cái điều này tương ứng với việc là mình sẽ phải viết hai lần cái CSS thì mình có được cái giao diện bình thường, là một cái giao diện mà nhỏ hơn 92, tức là mình phân định ra. Còn nếu em không viết như này, em không viết cái đoạn 92 này thì mặc định là nó sẽ kế thừa thuộc tính này cho tất cả các giao diện này. Không viết như này thì hiểu là giao diện nào cũng là gì màu hồng hết, này, thu nhỏ hay phóng to đều màu hồng hết. Còn viết thêm ở đây thì nó sẽ định nghĩa lại ở trên giao diện 992. Đấy, tôi không biết gì thì không sao cả. Không biết gì thì nó nhận một thuộc tính cho tất cả. Còn nếu mà có viết vào thì nó sẽ nhận thuộc tính đấy ở trong khu vực giới hạn màn hình này. Và nếu mà em có thêm một cái chữ chữ n nhỉ, n có nghĩa là và đấy. Min width ví dụ như vậy. Đấy, 2 chấm ví dụ em để là 576 pixel. Đấy, tức là nó ở giới hạn chỉ có màn hình iPad thôi, còn di động trở xuống là mình chưa định nghĩa, mình chỉ định nghĩa từ 576 là từ di động cho đến iPad thôi. Tức là chỉ trong trường hợp là iPad thôi. Đấy, còn ở trong trường hợp di động là mình chưa làm gì hết. Khi mà viết như này nó hiểu là từ màn hình 576 92 nó sẽ nhận thuộc tính là màu hồng, màu đen. Còn bình thường không định nghĩa gì cả, nó tự động nó nhận cái màu hồng này. Và khi em refresh lại thì đây là màu hồng đúng không? Đi nhỏ này. Đấy là màu đen này, nhỏ nữa sao nhỉ? Khi đến 576 thì nó sẽ trở về màu hồng. Bởi vì lúc đấy là nó qua cái giới hạn là 576 rồi. Qua giới hạn 576 rồi thì nó chưa có thuộc tính nào định nghĩa là max width là 576 cả. Cho nên là nó mặc định là nó hiểu là nó nhận cái thuộc tính cơ bản là thuộc tính màu hồng đấy. Còn nếu em muốn là đến cái di động này thì nó nhận một thuộc tính khác ấy thì mình sẽ phải định nghĩa thêm một dòng nữa là a còng media nữa, định nghĩa thêm một cái giới hạn nữa. Đấy, và trong giới hạn này mình sẽ có là max width là 575 nhé. Đấy, 575 thì nó mới khớp một khi được. Sau đó là mình sẽ định nghĩa cái content này, mình viết lại CSS thôi. Ví dụ anh để đơn giản là anh để background màu là màu brown nhỉ. Color là màu white nhỉ. Được chưa? Font family là gì? Font Lucian San nhỉ, ví dụ thế nhỉ. Sau đó là mình để nó width 100% nhỉ. Đấy, full màn hình luôn. Được chưa? Đấy, thì như vậy là ở trên đây là màn hình iPad đúng không? Thu nhỏ này. Đấy, di động nó sẽ như này, di động nó sẽ là một cái hình màu màu brown, màu đỏ nâu. Có chữ ở đấy, màu trắng ở đấy. Như này. Đấy thì như vậy là nó sẽ phân các màn hình khác nhau. Tương ứng với cả cái khu vực. Đây là các khu vực. Cái này điều này giống như tóm lại là điều này giống như là em viết CSS cho màn hình desktop xong xuôi. Sau đó là em sẽ tạo ra một cái max width, min width, sau đó mình copy toàn bộ cái CSS vào trong cái này. Sau mình sửa lại để cho nó gì? Nó khớp với màn hình cho nó đẹp. Rồi, thế như vậy là mình đã nắm được cái gọi là cái tinh túy nhất của cái việc là CSS responsive rồi. Đấy. Bây giờ cái vấn đề là muốn làm đẹp hay không chỉ là do cái phần là gì? Còn thuộc tính CSS của mình có vững hay không thôi. Chứ còn kỹ thuật làm thì nó sẽ như này thôi. Được chưa? Rồi anh dừng video đấy nhé.